Hello, lại là tôi, biết chanh nè. Vào năm Covid thứ nhất xuất hiện và nổi đình đám trên mạng xã hội một món ăn độc lạ mát mẻ mang tên chè heo tắm tiên. Theo tìm hiểu thì tôi cũng đã biết được nguồn gốc thực sự của người làm ra món ăn này, đó chính là anh Thành Đạt. Dạo trước thì anh chỉ bán online ở tỉnh Bạc Liêu, hiện nay anh đã mở rộng mặt bằng tại thành phố Hồ Chí Minh với địa chỉ 245/43 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Chinh, quận 1. Tôi tới quán với định chỉ muốn thưởng thức món chè heo tắm tiên phiên bản thật của người thực sự làm ra nó. Mà sau khi đi dạo khám phá cái menu thì tôi thấy ở đây cũng nhiều món độc lạ quá chừng. Cái món tôi đang cầm trên tay đó chính là kem cầu vòng kẹp bánh sandwich. Kem kẹp bánh sandwich này thì có giá 18k và chỉ áp dụng bán từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều thôi. Đây thì chính là siêu phẩm mới ra mắt của quán, đó chính là đùi gà chấm tương ớt. Nhìn sơ qua thì nó y chang cái đùi gà thiệt luôn, nhưng thực ra bên trong là da u, bên ngoài bọc một lớp ngũ cốc và chấm cùng với sốt tương ớt, đó chính là sốt Việt Quốc. Tôi đánh giá món ăn này là 10 điểm cho sự sáng tạo khá là hay ho. Nằm đợi phè phẫn nãy giờ thì chú heo cũng đã được tắm. Tôi gọi xếp chị heo lớn lên thì sẽ có một chú heo mẹ và hai em bé heo. Không có giống như chị heo mà bán trên mạng, con heo nó bị bẻ tè lè đâu. Tôi massage cho nó nãy giờ mà nó còn nguyên hình dạng ban đầu, nhìn ghét dễ sợ. Mà có ghét hay không ghét thì cũng sẽ vô bụng của tôi. Cái con heo này nó nghe mùi phô mai thơm thơm ăn vô mềm tan trong miệng hả? Chè này thì cũng nhiều topping lắm nè, có khoai dẻo, khoai môn, đậu xanh, đậu đỏ, chân châu lớn, chân châu nhí. Cái nước thì mát mát, ăn mùa hè đúng là hợp lý luôn. Còn cái món này là đậu hũ hạnh nhân ăn kèm cùng với lại sữa đặc. Đậu hũ hạnh nhân nhưng mà chắc là hương matcha nên có màu xanh, món nào ở đây cũng béo béo ngoại ngoại, hợp ý tôi ghê. Chỉ có ăn kèm với chè thôi mà cũng no căng cả cái bụng, mất một buổi cơm chiều của tôi. Và bye bye, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.